Theo đó, vào sáng 16 tháng 10, công nhân làm việc tại khu công nghiệp Phú Nghĩa, làng mạc Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội đã phát hiện thi thể một nữ công nhân tử chiến bất kém cỏi nên lập cập lên tiếng chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Văn Doanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân làng mạc Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ xác nhận sự việc và cho biết, vào sáng sớm cùng ngày, Ủy ban Nhân dân làng mạc Phú Nghĩa thu được tin báo về việc phát hiện một nữ công nhân tử chiến tại công ty. Nhận tin báo, công an làng mạc Phú Nghĩa đã có mặt tại hiện trường đồng thời báo tin đến công an huyện Chương Mỹ phối hợp điều tra, làm rõ ràng nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Qua kiểm tra, danh tính nạn nhân được xác định là chị Đờ, tờ, 1976, trú làng mạc Trường Yên, huyện Chương Mỹ, là công nhân làm việc tại khu công nghiệp Phú Nghĩa khoảng 5 năm nay. Hiện vụ việc đang được các cơ quan công dụng điều tra, làm rõ.